Thầy xin chào tất cả các em. Thì buổi học hôm nay thầy sẽ nói về cái phần chương 2 biến ngẫu nhiên nha các em. Thì các em thấy cái màn hình chia sẻ của thầy chưa ạ? Thì ở đây mình nghiên cứu chương 2 là về cái khái niệm biến ngẫu nhiên. Thì thứ nhất là cái định nghĩa về đơn giản về biến ngẫu nhiên đó. Tức là biến ngẫu nhiên là một cái đại lượng bằng số mà cái giá trị của nó nhận được một cách ngẫu nhiên tùy theo kết quả của phép thử. Thì ở đây các cái biến ngẫu nhiên thì mình sẽ ký hiệu bằng các chữ cái in hoa x y z vân vân, và cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên thì mình ký hiệu là y mà x ha, miền giá trị của biến ngẫu nhiên x thì mình ký hiệu là y mà x. Vậy thì miền giá trị của biến ngẫu nhiên y là mình ký hiệu y m y. Thì cái định nghĩa 2.2 tức là định nghĩa về toán học của biến ngẫu nhiên thì qua đây mình mới thấy được cái biến ngẫu nhiên nó chính là một cái hàm từ không gian mẫu của phép thử đến trục số thực. Đấy, thì các em lưu ý đó, thì đối với cái hai cái khái niệm về biến biến cố và biến ngẫu nhiên thì các em phải phân biệt. Thì khi mà mình có một cái phép thử nó sinh ra một cái không gian mẫu omega như thế này. Đấy không? Đấy. Trong không gian mẫu omega này thì nó có những cái biến cố, tức là những cái tập con. Đấy không? Đấy là những biến cố này. Và trong cái tập con này nó chứa những cái biến cố sơ cấp. Đấy không? Những cái biến cố sơ cấp. Mình coi nó như là một điểm mẫu á. Biến cố sơ cấp trong đây. Và còn cái biến ngẫu nhiên là gì? Bây giờ những cái biến cố sơ cấp này có khi nó là chữ, có khi nó là số, hay không có khi là nó là một cái đối tượng nào đó. Nhưng bây giờ mình muốn gán những cái đối tượng này thành những cái con số. Hay không? Và cái gán này, cái phép gán này mình đặt là x. Tức là mỗi mỗi cái phần tử của không gian mẫu mình sẽ gán cho nó là một cái số thực. Chẳng hạn như số 0, số 1 cái gì đó. Cái này là trục số thực R ha. Đấy. Thì như vậy thì chỗ này cái mỗi cái cách gán số này nó là một cái biến ngẫu nhiên. Đấy. Đấy. Cùng một không gian mẫu nhưng mà mình có nhiều cách gán số khác nhau thì mình sẽ có nhiều biến ngẫu nhiên. Đấy không? Đấy. Như vậy thì bản chất của cái biến cố đó, biến cố bản chất của nó là cái tập tập hợp, còn bản chất của biến ngẫu nhiên nó chính là cái hàm, và cái hàm này nó đi từ cái không gian mẫu của phép thử sang cái trục số thực. Thấy không? Thì mình đảo lại cái khái niệm. Thì đối với cái một cái biến ngẫu nhiên đó mà nó xác định trên cái không gian mẫu omega đó thì mình sẽ quy ước các ký hiệu viết tắt như sau. Đấy không? Ví dụ như mình có một cái số thực A thì tập hợp những cái biến cố sơ cấp thuộc cái không gian mẫu omega sao cho x omega này nó nhỏ hơn A, thì nguyên cái tập này là mình sẽ ký hiệu nó bằng x bé hơn a ha. Đấy, ký hiệu biết x bé hơn a. Như thì đảo qua đây thì mình thấy là mặc dù cái khái niệm biến cố và biến ngẫu nhiên nó khác nhau nhưng mà nó có mối quan hệ, tức là khi x nó nhận cái giá trị bé hơn a nào đó thì cái này nó trở thành là gì đây,
Cái này nó chính là gì đây, là biến cố. Đấy, mình bỏ chữ khi đi, thì bản thân cái ít đó là biến ngẫu nhiên, đúng không? Vậy thì khi mà mình cho ít nhận giá trị nào đó lớn A nhỏ B gì đó thì nó tạo thành cái biến cố, đúng không? Nó trở thành biến cố đó, thì đó là mối quan hệ giữa biến ngẫu nhiên và biến cố. Và khi mà em học đó, thì em phải phân biệt được hai khái niệm này. Thì thầy thấy là có nhiều đứa là học là nó không phân biệt được cái nào là biến biến ngẫu nhiên, cái nào là biến cố. Rồi tiếp theo đó là cái việc mà mình tìm cái miền giá trị của cái biến ngẫu nhiên đó. Miền giá trị của biến ngẫu nhiên tức là mình tìm cái tập con của tập số thực, phải không? Tìm cái tập con của tập số thực mà nó chứa tất cả những cái phép gắn này, phải không? Tất cả cái giá trị của phép gắn này thì đó là miền giá trị của biến ngẫu nhiên. Bây giờ mình đi nghiên cứu kỹ cái ví dụ sau đây nè. Thì cái ví dụ 2.1 là gieo con một cái đồng xu cân đối đồng chất 2 lần, thì mình ký hiệu x là cái mặt sắp xuất hiện, đúng không? Thì khi đó x là biến ngẫu nhiên và có miền giá trị nó là 0 1 2, ha. Biến ngẫu nhiên này có miền giá trị hữu hạn. Thế bây giờ thầy hỏi các em là khi mà em gieo một cái đồng xu cân đối đồng chất 2 lần như vậy đó, thì cái không gian mẫu nó gồm những kết quả nào? Một bạn trả lời cho thầy hỏi lại cái kiến thức này. Gieo một cái đồng xu cân đối đồng chất 2 lần thì cái không gian mẫu nó gồm có những kết quả nào? Những tiếng khoa trả lời cho thầy. Dạ thầy là sắp ngửa, ngửa sắp, sắp sắp ngửa ngửa. Sắp ngửa, ngửa sắp, ngửa gì Sắp nữa? sắp, sắp sắp ngửa ngửa. Thì cái không gian mẫu của phép thử nó là như thế này em. Đó, thì em thấy là mỗi phần tử của không gian mẫu nó không phải là số mà nó là chữ, phải không? Vậy thì cái biến ngẫu nhiên x này đó là mình gán số của nó, mà cái quy tắc gán là gì? Mình cái số mặt sắp xuất hiện là bao nhiêu thì mình đặt cái số đó là giá trị của x, phải không? Ví dụ như chỗ này thì em thấy là cái chỗ này nó có một cái chữ s, tức là một một mặt sắp xuất hiện 1 lần đó, thì cái này mình gán cho số 1. Cái này cũng có một chữ s thì mình gán cho số 1. Chỗ này 2 chữ s thì mình gán cho số 2. Chỗ này không có chữ s nào thì mình sẽ gán cho số 0. Vậy thì cái phép gán này là biến ngẫu nhiên, đúng không? Và lúc này cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này là bằng 0 1 2. Đúng không? Đấy. Thì cái ví dụ này các em theo kịp chưa? Ví dụ 1 này. Còn ví dụ 2 thì khi mà mình gieo con xúc xắc cân đối đồng chất, thì em lưu ý là khi mà mình nói gieo mà mình không nói gieo mấy lần hết thì mình ngầm hiểu là gieo 1 lần. Thì gọi y là số chấm xuất hiện, thì khi này cái biến ngẫu nhiên y là nó có miền giá trị từ 0 từ 1 đến 6. Thì mặc định là cái không gian mẫu nó là chứa các phần tử mà ký hiệu từ 1 đến 6 luôn. Và mình sẽ gắn một những cái phần tử này cho cái số tương ứng bằng nó luôn thì mình sẽ được cái biến ngẫu nhiên này. Rồi cái ví dụ 2.3 đó, mình quan sát số người đến cái siêu thị Vincom trong khoảng thời gian từ 8 đến 8:30, không? Thì cái miền giá trị của cái biến ngẫu nhiên này đó là từ 0, 1, 2, 3, vân vân. Thì tới sau đây nó còn cái giá trị khác nữa mình không biết, thấy không? Thì cái này đó mình gọi nó là biến ngẫu nhiên có miền giá trị vô hạn nhưng mà đếm được. Rồi cái ví dụ 2.4 là cái ví dụ về cái biến ngẫu nhiên về chiều cao hoặc là cân nặng của sinh viên hoặc là của con người đó, hoặc là của cây này kia đó, thì nó là biến ngẫu nhiên, cũng là biến ngẫu nhiên. Khi mà em đo ngẫu nhiên một cái cây trong nông trường thì chiều cao của nó là biến ngẫu nhiên ít, hoặc là em đo chiều cao của một bạn sinh viên mà mình gặp ngẫu nhiên trong trong lớp thì nó là cũng là một cái biến ngẫu nhiên. Thì biến ngẫu nhiên này đó là cái miền giá trị của nó là, ví dụ như biến ngẫu nhiên ít đi là đo chiều cao của sinh viên đi, thì cái chiều cao của một người nào đó nó rơi vào khoảng 1,45 m đến 1,75 m, 1,45 m đến 1,75 m. Thì cái chiều cao của người đó nó sẽ rơi vào một trong một con số trong
trong cái khoảng này, thấy không? Thì miền giá trị của nó chính là cái khoảng này, miền giá trị nó là khoảng này. Và miền giá trị nó là trong cái khoảng này, cho nên là mình có thể nói đây đây là cái tập vô hạn không đếm được. Ở trên đây thì cái tập này nó cũng vừa vô hạn không, nhưng mà mình đếm được thì không, một, hai, ba, không, thì còn chỗ này là không đếm được. Còn cái ví dụ 2.5 là mình bắn ngẫu nhiên một viên đạn vào bia và gọi cái khoảng cách từ cái điểm chạm của viên đạn đến tâm của bia, không, điểm chạm của viên đạn đến tâm của bia. Đây, ví dụ như cái bia mà ngắm bắn của mình này, chỗ này gọi là hồng tâm, không, hồng tâm thì bán kính của cái bia này nó bằng D. Đó, bây giờ mình bắn ngẫu nhiên một cái viên đạn vô bia này, giả thiết là cái viên đạn này trúng bia, không, thế là mình sẽ đo cái khoảng cách từ cái điểm chạm với viên đạn đến đây, và cái khoảng cách này mình đặt là cái gì, là x, cái khoảng cách này là x. À, vậy thì cái x này đó là nó sẽ gơ về cái khoảng là không đến d, thì không đến d. Vậy thì cái x này nó là biến ngẫu nhiên. À, thì những cái biến ngẫu nhiên mà miền giá trị nó vô hạn không đếm được như thế này, giống như thế này, mình gọi là biến ngẫu nhiên liên tục, phải không? Đấy. Và tương tự như vậy thì ví dụ 2.6 của mình đó là quan sát tuổi thọ của bóng đèn đó, hoặc là của một linh kiện điện tử đó, thì tuổi thọ của nó cũng là một biến ngẫu nhiên, và cái biến ngẫu nhiên này mình cũng gọi là biến ngẫu nhiên liên tục. Như vậy thì qua những cái ví dụ đó thì mình sẽ phân chia ra hai cái loại biến ngẫu nhiên, hai loại biến ngẫu nhiên. Thứ nhất là biến ngẫu nhiên rời rạc. Rời rạc là trong cái rời rạc này nó chia hai loại, là cái miền giá trị của nó là hữu hạn. Đấy, còn chữ hai hai là miền giá trị của nó là vô hạn nhưng mà đếm được, giống như tập số tự nhiên vậy đó. À, đếm được, thấy không? Thì đây là biến ngẫu nhiên rời rạc. Còn một cái nhánh thứ hai đó là cái biến ngẫu nhiên liên tục. Mà liên tục, biến ngẫu nhiên liên tục là cái miền giá trị của nó là một cái khoảng hoặc là một cái đoạn ở trong tập số thực kia, đây, thấy không? Rồi, có ai ý kiến gì đây? Thì cái định nghĩa 2.3 đó là định nghĩa về cái phân loại biến ngẫu nhiên nha. Còn cái định lý 2.1 này nè là nó nói về cái tổng hiệu tích thương của cái biến ngẫu nhiên là biến ngẫu nhiên, thấy không? Tổng hiệu tích thương của biến ngẫu nhiên là biến ngẫu nhiên. Thì các em lưu ý cái chỗ này. Rồi min max của biến ngẫu nhiên cũng là biến ngẫu nhiên. Hơn nữa là cái hàm của biến ngẫu nhiên cũng là biến ngẫu nhiên. Rồi mình sang khái niệm tiếp theo, đó là khái niệm hàm phân phối xác suất. Đấy, thì bây giờ mình có cái định nghĩa 2.4 là nếu như mình có biến ngẫu nhiên x, thấy không, nó xác định trên một cái không gian mẫu omega, mà trong không gian mẫu omega này nó trang bị một cái hàm xác suất, thì mình gọi là không gian xác suất, tức là không gian mẫu của phép thử mà kèm theo cái phép tính xác suất, gọi là không gian xác suất. Thì bây giờ một cái hàm F nó xác định như thế này: bất kỳ một cái số thực x nào đó thì fx nó sẽ tính bằng xác suất của biến cố này. Biến cố này là x nhận giá trị, biến ngẫu nhiên x nhận giá trị từ từ số x này trở xuống, đúng không? Đấy, thì cái hàm mà nó xác định theo công thức này nó gọi là hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x, đúng không? Hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x. Như vậy thì thông qua cái định nghĩa xác suất và cái tính chất của xác suất đó, thì mình thấy là cái hàm phân phối này nó có tính chất là cái giá trị của nó là nhận giá trị từ 0 đến 1 thôi, nó không có vượt quá cái số 0, không có nhỏ số 0 rồi vượt quá số 1 được. Chúng ta chỉ nằm trong đoạn 0 1 thôi. Đó là cái hàm phân phối xác suất giá trị đó. Ngoài ra cái hàm phân phối xác suất nó cũng có cái tính chất
là em lưu ý là nó có ba tính chất cơ bản như thế này, ba tính chất cơ bản là tính chất thứ nhất là tính chất không giảm. Không giảm có nghĩa là sao? Nếu em lấy hai cái giá trị, hai cái số thực x1 x2 mà x1 nó bé hơn x2 thì giá trị của hàm số tại f(x)1 tại tại x1 nó nhỏ hơn một bằng giá trị hàm số tại điểm x2. Đó, rồi tính chất này gọi là tính không giảm. Hay còn gọi là tính chất tăng nhưng mà tăng không ngặt, thấy không? Hay còn gọi là trong phổ thông mình gọi là hàm đồng biến, tính chất là đồng biến, không? Đồng biến. Ít tăng thì y tăng theo nhưng mà có khi nó tăng, có khi nó tăng đáng kể, có khi là nó không đổi. Thì cái hàm phân phối xác suất á, thì khi mà em vẽ cái đồ thị đó, em vẽ cái đồ thị của nó trên một cái hệ trục OXYZ, OXY, em vẽ đồ thị thì cái hàm phân phối nó sẽ có dạng thế này. Đầu tiên là nó không, đúng không? Nó lên tới số 1. Rồi nó lên tới số 1, nó ở ở ngoài số 1 luôn. Ở đây là 1, đây là 0. Đó, thì cái đồ thị này là của hàm phân phối xác suất. Thế thì em đảo lại cái tài liệu của mình. Tính chất thứ hai, tính chất thứ hai là cái giới hạn của fx khi x tiến tới không, x tiến tới trừ vô cùng là bằng không, và x tiến tới cộng vô cùng là bằng một, thấy không? Thì em nhìn vô cái hình này nè, nhìn cái hình này thì khi x tiến tới trừ tính cộng vô cùng, đúng không? Cộng cuối cùng thì giá trị của thằng fx này nó bằng một, nó không vượt qua số 1 được. Và khi x tiến tới âm vô cùng ở đây, âm vô cùng ở đây thì cái giá trị của thằng này là tiến tới không, cái này sát cái trục hoành này. Đó, đây là cái khái niệm, rồi cái tính chất thứ ba nữa, xin lỗi, tính chất thứ ba là cái giới hạn của fx khi x tiến tới không cộng, f tiến tới a cộng bằng fa. Đây là a nè, bây giờ chỗ này mình có chữ x đúng không, x tiến về a thì cái này mình gọi là x tiến tới a cộng, em a cộng nghĩa là x lớn hơn a tiến về a đó. Và theo tính chất thì cái này nó bằng fa luôn. Và còn ba cái hai tính chất nữa là tính chất lại tính xác suất. Bây giờ mà mình có cái hàm phân phối rồi, bây giờ mình muốn tính xác suất x lớn a nhỏ bằng b thì mình lấy fb trừ fa, thấy không? Và nếu tính xác suất x bằng a thì mình sẽ lấy fa trừ đi cho lim của fx khi x tiến tới a trừ, thấy không? Tức là cái hàm này nó không có, nó chỉ có cái liên tục phải thôi, tính chất liên tục phải thôi chứ nó không liên tục trái. Rồi nếu mà liên tục trái luôn thì hai này nó bằng nhau rồi, đúng không? Hai này nó bằng nhau thì thằng này nó bằng không. Đấy. Đấy, cho nên là nó chưa có tính chất liên tục trái, cho nên là có thể mình sẽ tính được cái xác suất x bằng a này. Đấy. Thì ở đây là cái ví dụ về một cái hàm phân phối xác suất. Đấy. Thì đây là cái hàm phân phối xác suất khi mà mình gieo một cái đồng xu đó, mình gọi x là biến ngẫu nhiên, gieo đồng xu cân đối đồng chắc hai lần, cái này một lần, này một lần, một lần thì nó có hai cái giá trị là không một, không một thì cái hàm phân phối xác suất nó như thế này. Đấy. Thì khi x nhỏ hơn không thì giá trị của hàm phân phối xác suất là bằng không nè, rồi khi x từ 0 đến 1 thì giá trị phần phân phối nó bằng 1 phần 2. Và khi x lớn hơn bằng 1 thì giá trị hàm phân phối nó bằng 1. Đây là dạng hàm bậc thang. Rồi tương tự như vậy thì khi mà mình gieo con cái đồng xu cân đối đồng chắc này hai lần thì như vậy thì cái miền giá trị của nó, miền giá trị của nó IMX là bằng 012, đúng không? 012. Thì em thì lưu ý là khi trên cái trục số thực á, trên số thực á là cái số 0, số 1, số 2 này
nó sẽ chia cái trục số thực thành thành ba ba miền, thành bốn miền chứ, thành bốn miền ha, ba ba giá trị thì nó chia cái trục số thực thành bốn miền, bốn miền ha, miền nằm chỉ có không với một mà, rồi miền một với hai và miền lớn hai là miền thứ tư. Vậy thì bất kỳ một cái số ít nào đó mà mình lấy là nó là số thực á, thì nó sẽ thuộc một trong bốn miền này, đúng không? Khi mà nó thuộc một trong bốn miền này rồi, bây giờ mình sẽ tính giá trị hàm f là khi mà f nó thuộc cái đoạn cái miền đó. Thì đây là cái hàm phân phối xác suất của cái biến ngẫu nhiên chỉ số mặt sấp khi mình gieo cái đồng xu hai lần, thấy không? Đấy. Thì mình thấy là cái xác suất mà để nó nhận giá trị là từ từ 0 đến 1 là 0,25, rồi từ 1 đến 2 là 0,75, và từ 2 trở lên thì nó nhận giá trị bằng 1 luôn. Rồi đây là ví dụ 2.10 ha, là khi gieo con xúc xắc cân đối đồng chất một lần, x là số chấm xuất hiện, thì khi đó phân phối xác suất của x nó sẽ có cấu tạo như thế này. Tuy nhiên thì để mà mình từ cái định nghĩa này nè, từ cái định nghĩa hàm phân phối như thế này mình xây dựng hàm phân phối thì nó hơi khó khăn đó, cho nên là đối với cái biến ngẫu nhiên rời rạc đó thì mình có một cái bảng gọi là bảng phân phối xác suất. Thì trong cái bảng phân phối xác suất này là tất cả các cái giá trị của biến ngẫu nhiên x mình sắp xếp từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn, x1, nhỏ x2, nhỏ hơn xi, nhân dân nhỏ hơn xn, và mình sẽ ghi cái xác suất của ghi cái xác suất của nó tương ứng ở phía dưới này. Thì như vậy thì mình sẽ có cái gì, có cái tính chất là các cái bi này đó, bi này nó lớn hơn bằng không, và đồng thời là tổng tất cả bi này là bằng một, thấy không? Đấy, và nhờ cái bảng phân phối xác suất này mình sẽ xây dựng lại cái hàm phân phối xác suất, xây dựng lại hàm phân phối xác suất là mình sẽ tính giá trị của hàm phân phối xác suất tại điểm x bằng tổng tất cả bi mà các cái xi là nó đều nhỏ hơn x, nhỏ hơn bằng x. Và cũng như vậy thì mình có thể tính với xác suất để x lớn hơn a, nhỏ hơn b nó bằng số nào, phải không? Đấy, thì bây giờ em coi lại cái ví dụ về gieo một cái con xúc xắc cân đối đồng chất một lần á, thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này là 1 2 3 4 5 6, đúng chưa? Và cái bi là bằng xác suất x bằng y, tức là xác suất x nhận giá trị y chấm là đều bằng 1 phần 6 hết. Thì đây mình sẽ có cái bảng phân phối xác suất như thế này. Đây là bảng phân phối xác suất, thấy không? Thì từ có bảng phân phối xác suất mình sẽ xây dựng lại cái hàm phân phối xác suất. Cái hàm phân phối xác suất lúc nãy mình ghi như thế này đúng không em? Hàm phân phối xác suất này mình ghi là f(x) nè. Nó sẽ bằng cái gì? Thì em lưu ý là vì giá trị này nó có 6 giá trị. 6 giá trị thì nó chia cái trục số thực, nó là 7 cái khoảng, phải không? Thì cái khoảng đầu tiên á, tức là nếu là x nhỏ hơn 1, x nhỏ hơn 1 thì mình thấy là nhỏ hơn 1 tức là một cái số nào đó nằm phía trước số 1 rồi nè. Nằm phía trước số 1 thì cái giá trị của x nó không có cái giá trị nào, giá trị của biến ngẫu nhiên này nè, không có giá trị nào mà nó nhỏ hơn 1 hết, nhỏ hơn x hết. Thấy không? Cho nên cái tập đó là bằng rộng, cho nên là xác suất nó bằng 0. Và tương tự như vậy thì nếu mà mình lấy cái x mà nó lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn 2. Đấy, cụ thể mình lấy x bằng 1 luôn cũng được. X bằng 1 hoặc là x bằng 1,5 như chẳng hạn. X em lấy ở đây. Thì từ từ đây em gạch cái đường thẳng xuống. Rồi em sẽ dồn mấy cái mức xác suất từ bên đó qua bên trái thì em được là 1 phần 6. Đấy không? Vậy thì giá trị hàm phân phối tại điểm x mà nó thuộc cái đoạn 1 1 2 đó thì xác suất nó sẽ bằng 1 phần 6. Và tương tự như vậy thì nếu như em lấy cái x mà nó lớn hơn bằng 2 và nhỏ hơn 3. Đấy, tức là x nó nằm đây nè. Thì chỗ này em gạch đường xuống rồi em sẽ dí tất cả những cái
cái mức xác suất còn lại dồn vào trong cộng rồi thì chỗ này nó được 2/6 đúng không? Rồi, tương tự như vậy thì nếu x nó lớn hơn bằng 3, nhỏ hơn 4 thì xác suất này 3/6 đúng không? Đấy, tóm lại là ở trên đây mình có rồi nè, đó rõ rồi. Rồi, có em nào hỏi gì không ạ? Ở đây về cái bảng phân phối xác suất nha em, bảng phân như vậy thì nhắc lại là từ cái bảng phân phối xác suất này nè, mình sẽ suy ra được cái hàm phân phối, đồng thời tính xác suất ít nhận giá trị trong cái đoạn hoặc là cái khoảng nào đó. Đấy. Ở đây là cái ví dụ về gieo một 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 đồng xu, một đồng tiền xu 3 lần, phải không? Thì cái bảng phân phối xác suất nó như thế này. Đấy, thì bây giờ mình thử mình từ cái bảng này mình sẽ xây dựng cái hàm phân phối nó như thế nào, phải không? Xây dựng hàm phân phối này nè. Thì ở đây là cái biến ngẫu nhiên này là nó có 4 giá trị khác nhau. Vậy thì nó chia cái tập số thực thành mấy khoảng này, mấy phần đây, hỏi coi. Lê Thị Quỳnh Như, Như Quỳnh chứ, Lê Thị Như Quỳnh. Lê Thị Như Quỳnh không có mặt. Nguyễn Thanh Phong. Dạ có thầy, là 4. Chậm thế. Dạ Thanh Phong nói cho con thầy chuột nghe ơi. coi, bây giờ là miền giá trị của biến ngẫu nhiên này là nó có 4 giá trị đúng không? 4 giá trị vậy thì nó chia trục số thực thành mấy khoảng? À, không nè, một nè, hai nè, ba nè, à, chia thành mấy khoảng này? Hư mít nữa hả? Như Như Quỳnh nói lại thầy nghe coi. Dạ thầy, theo em là 4 khoảng. Khoảng nhìn ra đây điểm coi, đây là Một. cái khoảng thứ nhất nè, khoảng thứ hai nè, À, 5 khoảng. khoảng thứ ba nè, khoảng thứ tư nè, rồi khoảng thứ mấy nữa, năm, có 5 khoảng, hiểu chưa? Thì cái khoảng này là cái gì, những cái giá trị mà nó nằm trong khoảng này là cái gì đây? Nó phải nhỏ hơn không không, tức là những cái số mà nhỏ hơn không nó nằm trong khoảng này nè, nhãn khoảng khoảng một nè, còn khoảng hai là cái gì? Ở hai là những số nó sao đây, như như Quỳnh nói thầy nghe là coi. Nằm trong khoảng hả? Thì nhỏ hơn Nhỏ hơn một, lớn hơn không, nhỏ hơn một. lớn không nhỏ một, lớn hơn hoặc bằng không luôn, có bằng luôn, tại vì ở bên đây là mình khoảng một này mình lấy nhỏ hơn không rồi nè, thấy không? Được chưa? Đấy, thì cái chỗ không một này đó là mình lấy là lớn hơn bằng hoặc bằng không, nhỏ bằng một. Vậy thì ở đây mình sẽ chia cái miền giá trị của fx này làm 5 phần nè, thấy không? Ở đây mình để là nếu x nó nhỏ hơn không, nếu x nó lớn hơn bằng không, nhỏ hơn một, rồi nếu x nó lớn bằng một và nhỏ hơn hai, rồi nếu x nó lớn hơn bằng hai, nhỏ hơn ba, và nếu x nó lớn bằng ba luôn. Rồi đấy. Thì bây giờ cái giá trị của nó chỗ này bằng không nè, thầy điền vô trước rồi nè, còn chấm hỏi này, chấm hỏi này, chấm hỏi này, còn 4 chấm hỏi em trả lời cho thầy coi. Đâu rồi? Nguyễn Gia Bảo. Có thầy ơi. Rồi, chấm hỏi thứ nhất số mấy em? Hệ số 0. Chấm hỏi thứ nhất là số 0, số 0 thì ghi gọi nè. Bây giờ nếu x lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 là phải x nó nằm chỗ này không? Chỗ thầy đánh dấu nè, phải không? Lớn 0, nhỏ 1 nè. Phải nằm chỗ này không? Dạ nằm chỗ đó. Rồi, chỗ này em gạch cái đường thẳng xuống. Rồi em từ cái đường này nè, em nhìn về phía bên trái.
Nhìn về phía bên trái thì em thấy có bao nhiêu mức xác suất đây? Có một Có một phần 1 tám thôi. Thì chỗ này em thay vào 1 phần 8, được chưa? Rồi tương tự như vậy thì nếu mà ít lớn hơn, nếu lớn hơn 1 nhỏ hơn 2 thì ít nó nằm đây nè. Được chưa? Lớn hơn 1 nhỏ hơn 2, em gạch đường này thẳng xuống. Rồi từ chỗ này em nhìn vào bên trái thì em thấy có mấy mức xác suất đây? có một Hai mức. có hai mức Hai hai mức mức, hai mức này em cộng lại là bao nhiêu? Cộng dồn lại là bốn phần nhiêu? tám 4 bốn phần phần 8. tám Rồi. Rồi nếu mà ít là lớn hơn 2, nhỏ hơn 3 là ít ít nằm đây nè. Gạch xuống. Rồi em nhìn vào bên trái em coi coi có tổng coi nó có bao nhiêu mức xác suất. Bao có nhiêu ba mức? mức xác suất Ba mức này em cộng lên là ra nhiêu? bảy phần tám Đúng rồi, 7 phần 8. Rồi cuối cùng là nếu như cái ít em nó nằm đây. Em gạch xuống đường em nhìn qua bên trái hết thì em có tổng cộng bao nhiêu đây? có bốn mức xác suất 4 mức này cộng lại là ra nhiêu? này là cộng lên là ra một Đúng rồi, ra một đó. Đấy, thì cái gì thì từ cái bảng này mình xây dựng là cái hàm phân phối xác suất này nó dễ hơn là mình sẽ xây dựng bằng định nghĩa, đúng không? Thì ở đây cũng tương tự như là gieo con xúc xắc nè, đấy không đó. Đấy, thì thầy đã chỉ cho em cái cách để từ cái bảng phân phối này xây dựng là hàm phân phối. Và từ cái ngoài ra này, nếu mà nó có cái bảng phân phối này đó là mình tính xác suất ít nhận giá trị như bằng bao nhiêu luôn, không? Ví dụ như chỗ này nè, em kêu cầu tính xác suất để được cái số chấm lớn hơn 3, đúng không? Ở chương chương một mình tính cái này rồi, nhưng mà bây giờ mình tính lại theo kiểu mình vừa sử dụng bảng phân phối nè đó, tức là xác suất để ít nhận giá trị lớn hơn 3, đúng không? Lớn hơn 3 thì nó là gì đây? 4 4 là 5 là 6 nè, đúng không? Thì mức xác suất tương ứng đó là 1 phần 6, 1 phần 6, 1 phần 6 cộng lại là 3 phần 6, tức là 1 phần 2 đó. Vậy thì từ cái bảng phân phối xác suất này em sẽ tính được cái xác suất ít nhận giá trị trong cái khoảng nào và em lập được cái hàm phân phối luôn, đúng chưa? Thì đây là biến ngẫu nhiên rời rạc, các em, biến ngẫu nhiên rời rạc. Còn tuy nhiên là đối với biến ngẫu nhiên liên tục á, biến ngẫu nhiên liên tục á thì cái hàm mật độ nó là hàm liên tục rồi đó. Và nếu như cái hàm mật độ nó mà có đạo hàm nữa thì mình gọi nó là liên tục tuyệt đối. Tuy nhiên thì để cho vắn tắt thì mình gọi nó là liên tục thôi. Và nếu như là cái hàm f này nó có đạo hàm thì đạo hàm của hàm f lớn là mình ký hiệu là f nhỏ, các em. Hàm f nhỏ này nó gọi là hàm mật độ xác suất, gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên x, được chưa? Thì cái hàm mật độ này nó có tính chất gì? Nó hai tính chất, đó là nó không âm. Và nếu mà mình lấy tích phân trên toàn trục số, tức là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó, thì nó được một. Đấy. Và mình có định lý là nếu như một cái hàm nào mà nó không âm mà nó thỏ cái chất 2.13 này nữa, thấy không, thì đó là hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên liên tục nào đó. Đấy, bây giờ mình sẽ sang cái định lý 2.5. Định lý 2.5 là nếu như mà mình có được xin lỗi, định lý 2.5 này đó rồi. Từ cái định nghĩa và công thức á, thì mình sẽ có công thức đạo hàm theo cận trên, tích phân theo cận trên đó. Thì mình lấy tích phân theo cận trên là x của cái hàm ft dt, ft là hàm mật độ, thì mình sẽ ra được cái hàm phân phối, thấy không? Thì như lúc nãy thì khi mà em gặp cái bảng phân phối này đó là em tìm được cái hàm phân phối đối với biến ngẫu nhiên rời rạc. Còn đối với biến ngẫu nhiên liên tục á, đối với biến ngẫu nhiên liên tục á, thì em có cái hàm mật độ thì em sẽ tìm được cái hàm phân phối, đúng chưa? Hàm phân phối. Chúng ta xem cái định lý 2.6, em ghi nhớ định lý 2.6 cho thầy. Nếu x là biến ngẫu nhiên liên tục và có hàm mật độ là fx, thì với mọi x thuộc R, xác suất x bằng 0 là x nó nhận giá trị cụ thể lúc nào cũng bằng 0. Và cái x nhận giá trị x lớn hơn a nhỏ hơn b bằng xác suất là gì? X nhận giá trị lớn a nhỏ hơn b, lưu ý chỗ này không có dấu bằng này ha, chỗ này không có dấu bằng, còn chỗ này có dấu bằng. Nhưng mà rõ ràng là hai cái biến cố này nó khác nhau, đúng không? Nhưng mà ở đây nó là cái xác suất nó bằng nhau. Rồi, tương tự như chỗ này nó không có dấu bằng nè, chỗ này là có dấu bằng, và cả hai đầu mút này cũng có dấu bằng hết, thì nó đều tính bằng công thức xác suất tính như thế này. Thì cái ví dụ tiếp theo là về cái hàm mật độ, cái này là hàm phân phối, hàm phân phối mà em muốn tìm cái hàm mật độ đó
hàm phân phối thì cái hàm này nó có cái đồ thị dạng thế này nữa không, thì khi ít tiến tới không thì nó bằng không, giá trị nó người ta tăng lên tới một. Thì bây giờ đó là mình có cái hàm phân phối như thế này, mình muốn tìm hàm mật độ mình lấy đạo hàm của nó đi. Đạo hàm của e mũ trừ lambda x là trừ lambda e mũ trừ lambda x, theo viết trừ nó thành cộng rồi. Đấy, thì đây là hàm mật độ của nó. Thì em thấy là cái hàm mật độ của nó, hàm mật độ của nó thì cái đồ thị nó như thế này. Rồi cái ví dụ 2.14 là từ nó cho một cái hàm, nó kêu chứng tỏ là cái này là hàm mật độ. Mà chứng tỏ hàm mật độ thì em sẽ chỉ ra hai ý, thứ nhất là nó không âm. Và thứ hai là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của fx dx là bằng 1, phải không? Thì cái việc chứng minh này đó thì em xem chỗ này nó có lời giải sẵn rồi. Bây giờ đó là mà chứng minh cái thằng này không âm là hiển nhiên rồi, phải không? Rồi thứ hai nữa là gì? Nó có cái lời giải thế này, tức là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của fx dx là nó sẽ bằng một luôn, bằng đúng bằng một luôn đó, tức là nó thỏa hai cái điều kiện này. Rồi cho nên là cái hàm mật độ của nó là hàm mật độ của một biến ngẫu nhiên liên tục nào đó. Thì đó là xong cái khái niệm về biến ngẫu nhiên nha. Cái ví dụ này nó có lời giải rồi, các em xem này, cố gắng tìm hiểu. Thế thì bây giờ thì nhắc lại, tổng quát lại là về biến ngẫu nhiên đó, về biến ngẫu nhiên thì em thứ nhất là xem về cái định nghĩa biến ngẫu nhiên, ví dụ và tính chất. Tính chất là biến ngẫu nhiên, tổng hiệu tích thương của biến ngẫu nhiên là biến ngẫu nhiên, đúng không? Và đồng thời đó là min max của nó cũng là biến ngẫu nhiên. Và khi mình có một cái hàm liên tục và tác động lên biến ngẫu nhiên thì nó cũng ra biến ngẫu nhiên, này là tính chất. Đấy. Và cái hàm phân phối, hàm phân phối mà mình đi đi tìm cái bảng phân phối xác suất, bảng phân phối xác suất thì nó dành cho biến ngẫu nhiên rời rạc đó. Còn cái hàm mật độ xác suất là dành cho biến ngẫu nhiên liên tục đó. Và mình đều có cái biến đổi tương đương như thế này, có nghĩa là gì? Từ có hàm phân phối thì mình sẽ tìm được cái bảng phân phối, và có bảng phân phối thì mình tìm được cái hàm phân phối. Rồi tương tự như vậy thì đối với cái biến ngẫu nhiên mà liên tục á, thì bây giờ mình có hàm phân phối và hàm mật độ, thì có hàm phân phối mình suy ra thành hàm mật độ, và có hàm mật độ mình tìm được hàm phân phối, đúng không? Đó là vấn đề đặt ra, tìm như thế nào thì các em xem mình thầy. Bây giờ mình sẽ sang tiếp cái phần tiếp theo, đó là các cái số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên. Thì ở đây đó thì thầy chỉ nói kỹ cái phần định nghĩa 2.7 thôi. Thì tức là mình có một cái biến ngẫu nhiên mà nó có bảng phân phối xác suất như thế này, biến ngẫu nhiên này miền giá trị nó hữu hạn ha. Biến ngẫu nhiên rời rạc mà miền giá trị nó hữu hạn. Thế bây giờ miền giá trị nó hữu hạn ha, thì giờ cái kỳ vọng của nó thì mình sẽ tính như sau. Mình lấy cái x1 này nè, mình nhân cho b1 cộng cho x2 nhân cho b2 cộng chấm 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 cộng cho xn nhân bn, thì mình được cái công thức này. Thì nó còn gọi là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên ha. Thì kỳ vọng của nó thì nó sẽ tính bằng công thức như thế này. Đấy. Và nó còn ký hiệu là gì đây? Kỳ vọng của x nó ký hiệu là ex hoặc là mx hoặc là mi x hoặc là mi. Thì xuất phát từ trong tiếng Anh đó, thì cái kỳ vọng này nó gọi là expectation, hy vọng, kỳ vọng gì đó, thấy không? Ngoài ra nó còn gọi là min, min tức là giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên đó đó em. Cho nên nó còn ký hiệu là chữ m hoặc là chữ mi. Chữ này đọc là m mi. Nó ký hiệu thế này, giống chữ u á, thường các em này thấy hay hay nhầm lẫn nó với chữ u. Thì bây giờ mình đi nghiên cứu cái ví dụ 2.15 nè.
2.15. Tức là mình có một cái biến ngẫu nhiên mà nó có cái bảng phân phối xác suất sẵn luôn như thế này, thì yêu cầu nó tính kỳ vọng của nó, đúng không? Thì ở đây mình sẽ lấy 0 nhân cho 0.2 rồi 1 nhân 0.3 rồi 2 nhân 0.2 rồi 3 nhân 0.3 rồi mình cộng lại. Để coi cái này nhân 0.3 nè, 2 nhân 0.2 là 0.4 nè, 0.3 với 0.4 là 0.7 phải không? 0.3 0.4. Kỳ vọng cái này nó bao sao 1.3 nhỉ? 0.123 phải không? 0 nhân 0.2 nè. Rồi 1 nhân 0.3 là 0.3. 0.7. Bữa này là ra 0.6 hả? 3 nhân 0.3 chứ không? Cái này là nó bị sai rồi, em sửa lên thầy. Cái này là 0.3 nè. Thì bằng 0.9 cộng với 0.7 là 1.6 rồi. Mình tính toán lại em. 0 nhân cho 0.2 ha, cái này mình khỏi nhập vô luôn cũng được. 1 nhân 0.3 là nó là 0.3 luôn đó. Mà mình muốn trình diễn cái công thức lại em. 0.2 thì cộng 3 nhân 0.3 nó ra 5/8, tức là 1.6 thôi. 1.6 là trong vấn đề cái tài liệu này nó sai chứ. Đó thì bây giờ cái em đọc cho thầy cái ví dụ 2.16 nè, bạn đọc cho thầy ví dụ 2.16 nè. Lê Thị Kim Minh. Đọc rồi không em? Dạ được rồi. Một hộp có 12 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm loại A và 5 sản phẩm loại B. Từ hộp đó lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm. Gọi thiết là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm lấy ra. Hay là bảng phân phối xác suất và tính kỳ vọng của ít. Rồi. Bây giờ em nghiên cứu cái ví dụ này cho thầy, tới cái bảng phân phối xác suất lát thầy hỏi lại ha. Nguyễn Gia Bảo giải thích cho thầy cái công thức này của em, xác suất x bằng k nè. Dạ có em rồi. X bằng k có nghĩa là sao? K là xác suất ngẫu nhiên. Không, thầy hỏi x bằng k thôi, thầy chưa có hỏi chữ b. Quý này thầy mới hỏi cái x bằng k thôi. X bằng k có nghĩa là sao? Thầy ở trong dấu ngoặc đó đó, x bằng k có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong 3 sản phẩm lấy ra là có mấy sản phẩm là ai? Có 3 sản phẩm rồi à. Sai rồi,
Nè bây giờ em đọc cái đề lên thầy nè, đọc cái đề cho em thầy coi. Một hộp có 12 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm loại A và 5 sản phẩm loại B. Từ hộp đó lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm, đổi X là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm lấy ra. Hãy lập bảng phân phối xác suất và tính kỳ vọng của X. Rồi đúng rồi. Thế bây giờ cái em giải thích lại cho thầy cái x bằng k có nghĩa là sao? X là cái gì? X là số sản X phẩm loại biến A trong 3 sản phẩm lấy ra. Nhưng bây giờ mình cho x bằng k có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong 3 sản phẩm lấy ra có mấy sản phẩm loại A? có một sản phẩm thôi à. Không, x bằng k mà, x là số sản phẩm loại A mà, bây giờ x bằng k có nghĩa là gì? Số sản phẩm loại A bằng mấy? X bằng k có nghĩa là số sản phẩm loại A nó bằng k luôn, đúng không? X là x nè, x là số sản phẩm loại A đúng không? Trong 3 sản phẩm lấy ra. Mà bây giờ mình cho x bằng k có nghĩa là số sản phẩm lấy ra nó bằng k. Số sản phẩm loại A đó. Hiểu không? Chưa hình dung à? Hiểu rồi. Thì cái x bằng k này có nghĩa là trong 3 sản phẩm lấy ra có k sản phẩm loại A. Mà 3 sản phẩm loại k là loại 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 k sản phẩm loại A rồi. Ở đây là k sản phẩm loại A nè. Hiểu không? Chỗ này là gì? Chỗ này là k sản phẩm loại A. Và còn lại là gì đây? 3 trừ k là loại B. Thấy không? Loại B. Đấy. Thì k loại A rồi cộng cho 3 trừ k loại B, 3 hai thằng này cộng lại là đúng 3 sản phẩm đúng không? Đấy. Thì bây giờ cái xác suất để cho cái việc này nó xảy ra. Xác suất cho cái việc này nó xảy ra tức là xác suất để nó có đúng 3 sản phẩm loại k. Loại loại A. Trong 3 sản phẩm lấy ra thì bây giờ em lấy k sản phẩm loại A trong 7 sản phẩm loại A thì mình sẽ có số cách lấy là số cách lấy là gì? CK7 đúng không? CK7. Và còn lại là mình lấy 3 trừ k sản phẩm B trong 5 sản phẩm B thì nó sẽ có là C3 trừ K5. Đấy. Và lúc này mình sẽ chia cho tổng số cách lấy. Thấy không? Tổng số cách lấy gì? Lấy 3 sản phẩm trong 12 sản phẩm. Và ở đây em cho k nó chạy từ 0 đến 3 tức là nó có bốn giá trị thấy không? K bằng 0 có nghĩa là 3 sản phẩm lấy ra đều loại B hết. Còn k bằng 1 có nghĩa là 1A 2B. K bằng 2 có nghĩa là 2A 1B. K bằng 3 có nghĩa là 3A. Rồi bây giờ mình thay từng cái giá trị k bằng 1 0 1 2 3 vô đây thì mình sẽ được cái xác suất tương ứng này. Không. Đấy, bây giờ mình bấm máy thử không? Bấm máy này này là 7 7CX 7CX bấm 7CK. 7CX à, rồi nhân cho 5 C của 3 trừ K. 3 trừ K này mình để trong cái ngoặc. Rồi mình chia lại cho là 12C3. Bây giờ mình count từng giá trị nè. X bằng 0. Nó bị báo lỗi chỗ nào rồi. Phím số 3. À, mình count từng giá trị X bằng 0 ha. X bằng 0 là 1 phần 22 nữa em. Thì tiếp tục count là X1. Là 7 phần 22. Thôi X bằng 2. Là 21 phần 44. Còn có X bằng 3. Là 7 phần 44. Thấy chưa? Thế thì bây giờ đó là mình được là bảng phân phối xác suất rồi, mình tính cái ý thứ hai đó là kỳ vọng của x nha. Kỳ vọng của x nè. Kỳ vọng của x đó thì em sẽ lấy 0. Là 0 nhân cho 1 phần 22 á, rồi cộng 1 nhân cho 7 phần 22 rồi cộng cho 2 nhân cho 21 phần 44
rồi cộng 3 nhân cho 7 phần 44. Nhưng mà cái thằng này bằng 0 rồi nè, mình khỏi tính nè. Ở trước đây này, 7 phần 22 nha, 7 phần 22. Đầu tiên là mình có 1 phần 22 phải không? Rồi cộng cho là cái này 2 nhân cho 21 phần 44 phải không? Rồi cộng cho 3 nêu cho 7 phần 44. Đấy, mình tính ngay ra là 65 phần 44 nha. À, ủa sao cái này à, tính có bị sai gì không ạ? À, 1 nhân cho 7 phần 22, cái này 7 phần 22 là 87, 7 phần 4, 7 phần 4 nha. 7 phần 4 tức là 1,75 phải không? Kỳ vọng đó. Thì đây là cái định nghĩa kỳ vọng của biến ngẫu nhiên, mà đối với cái biến ngẫu nhiên mà nó có miền giá trị hữu hạn đó các em. Rồi tương tự vậy thì cái định nghĩa đối với cái biến ngẫu nhiên mà nó miền giá trị vô hạn kiếm được là nó theo công thức 2.17 này. Đấy, có cái ví dụ là các em nào quan tâm thì tham khảo đọc phim. Còn định nghĩa 2.9 là kỳ vọng đối với biến ngẫu nhiên liên tục mà nó có hàm mật độ đó. Thì đây nó có ví dụ 2.18, em cho em tham khảo thêm. Thì mặc dù định nghĩa theo cái công thức nào thì cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên á nó cũng có những cái tính chất như sau. Thứ nhất là nếu x là hằng số thì kỳ vọng của x nó bằng c. Rồi nếu x là biến ngẫu nhiên và AB là các hằng số thì cái kỳ vọng của AX cộng B bằng A nhân kỳ vọng của x rồi cộng cho B. Thấy không? Em nhớ cái công thức 2.19 này cho thầy nhớ kỹ không? Thì mấy bài chương 2 nó hay áp dụng công thức này. Rồi cái tính chất thứ ba là kỳ vọng của một cái tổng, nếu mình có hai cái biến ngẫu nhiên thì tổng hai biến ngẫu nhiên kỳ vọng của tổng là bằng tổng kỳ vọng. Thấy không? Và công tính chất thứ tư là nếu mà xi là hai biến ngẫu nhiên độc lập. Hai biến ngẫu nhiên độc lập là sao em? Tức là việc x nó xảy ra này nó không ảnh hưởng đến việc y xảy ra nhận giá trị của y ha. Tức là việc x nó nhận giá trị của x nó không ảnh hưởng đến việc y nhận giá trị của y thì mình gọi là xi là hai biến biến ngẫu nhiên độc lập. Thì nó cũng trên cơ sở nó kế thừa cái khái niệm hai biến cố độc lập thôi. Thì nếu nó là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì kỳ vọng của tích nó bằng tích kỳ vọng. À, tức là công thức 2.21 này nó chỉ đúng thôi cho đối với các biến ngẫu nhiên độc lập thôi. Thấy không? Và công thức cái tính chất thứ năm này á, là mình sẽ tính cái kỳ vọng của cái hàm của phi x. À, hàm của phi x cụ thể như thế này em. Cụ thể như thế này. Cụ thể ví dụ như thì có một cái biến ngẫu nhiên mà nó có cái hàm phân phối như thế này, cái bảng phân phối xác suất như thế này. Lưu ý là cái bảng phân phối xác suất nó cấu tạo như thế này, cái em ở dòng ở trên là em ghi x x nhỏ hay x lớn đều được. Còn dưới là em ghi xác suất x lớn bằng x nhỏ ha. Ví dụ như chỗ này thì có 3 giá trị 1 2 3. Rồi xác suất chỗ này là 0,5, chỗ này là 0,2 ha. Này 0,3 là đảm bảo cộng là 0,1 là bằng 1 rồi không? Đó. Thì bây giờ mình muốn tính cái kỳ vọng của x. Kỳ vọng của x thì mình lấy 1 nhân 0,2 nè. Rồi cộng cho 2 nhân cho 0,5 nè. Rồi cộng cho là 3 nhân 0,3 nè. Số này bằng nhiêu với em? Số này bằng nhiêu? Rồi đây gọi tên này. Nguyễn Thanh Kim Xuân. Dạ là bao nhiêu em? Hiện đây bấm máy tính này. Trời, tính nhẩm rồi hả? Dạ 2,1. 2,1. Bây giờ mình sẽ cái tính cái kỳ vọng của x mũ 3 ha. X mũ 3. Kỳ vọng của x mũ 3 có nghĩa là sao? Mình lấy giá trị của x nè. Mình đem mũ 3 lên nhân xác suất của nó. Đúng chưa?
Thì ở đây mình sẽ có một mũ 3 nhân 0,2, rồi 2 mũ 3 nhân 0,5, rồi cộng cho 3,3 nhân cho 0,3. Rồi cái này nhiêu, một mũ 3 là 1 nhân 0,2 là 0,2 đúng không? Còn 2 mũ 3 là 8, là 8 5 40, vậy cái này là 4. 4 nhân 0,5 à, 4 8 nhân 0,5 là bằng 4 đúng không? Còn cái này là 3 mũ 3 là 27, 27 nhân 3 là 81, vậy thì cái này là 8,1. Và cộng lên thì mình sẽ được bao nhiêu? 12,3 đúng không? Thì kỳ vọng của ít mũ 3, tức là ở đây là em lưu ý là thầy đang minh họa cho công thức là kỳ vọng của hàm của biến ngẫu nhiên, kỳ vọng của z nè, thấy không? Kỳ vọng của z mà z thì nó bằng phi x, không, z thì bằng phi x, vậy thì muốn tính kỳ vọng của z đó thì mình sẽ lấy là gì đây, phi x 1 nhân b1 rồi cộng phi x 2 nhân b2 cộng với dân, thấy không, phi x n nhân bn. Rồi còn đối với cái biến ngẫu nhiên rời rạc mà miền giá trị vô hạn đó thì em tham khảo thêm, và biến ngẫu nhiên liên tục cũng tham khảo thêm thầy. Đó, thì một bạn đọc cho thầy cái chú ý 2.2 giùm coi. 2.2. Bùi Thị Ngân có mặt không ạ? Có. Đọc giùm thầy đi em. Kỳ vọng của x là giá trị trung bình mà x nhận được, chẳng hạn nếu x là chiều cao của một cây trồng loại A cùng độ tuổi thì EX là chiều cao trung bình của loại cây đó. Nếu Y là biến ngẫu nhiên chỉ năng suất lúa của một ủng ruộng trong vùng V nào đó thì EY là năng suất lúa trung bình của cả vùng. Tuy nhiên, kỳ vọng của biến ngẫu nhiên không phải là trung bình cộng tất cả các giá trị mà biến ngẫu nhiên đó. Nếu biến ngẫu nhiên đó có các giá trị x1, x2 đến xn với xác suất như nhau thì trung bình cộng của x1, x2 đến xn chính là kỳ vọng của chúng. Còn nếu như các giá trị nó có xác suất không đều thì giá trị kỳ vọng và trung bình cộng khác nhau. Rồi, thầy cảm ơn. Thì thực chất là cái kỳ vọng là giá trị trung bình, đúng không? Nhưng mà trung bình nó có trọng số, em trung bình nó không số, giống như em muốn tính điểm trung bình của em đó, nếu mà tất cả nó đều hệ số 1 hết đúng không, thì em cộng tất cả cái điểm đó là em chia cho tổng số cái cột điểm là được đúng không. Còn ví dụ như là em điểm số của em nó có hệ số 1 rồi có hệ số 2 đúng không, có hệ số 3 thì em phải nhân với trọng số đó. Rồi em chia cho tổng số cột mà nó có trọng số đúng không, ví dụ như em tính điểm trung bình 15 phút và cộng vô 1 tiết thì 1 tiết em nhân 2 rồi cộng cho 15 phút rồi tất cả em chia 3 đúng không, thì tính theo kiểu đó thì cái kỳ vọng nó cũng tính chất như thế đó, tức là nó có trọng số mà trọng số nó thể hiện ở chỗ phân phối xác suất này, cái chỗ xác suất nhiều thì có nghĩa là trọng số nó nhiều đúng không, trọng số nó nhiều đó. Một điều nữa là khi mà em tính đó, thì cái số kỳ vọng này là lúc nào nó cũng lớn hơn x1 và nhỏ hơn xn. Theo cách mình lập bảng phân phối thì x1 là nhỏ nhất và xn là lớn nhất, ha. Đấy, thì như thế, đó là kỳ vọng. Thì chỗ ví dụ này các em tham khảo thêm điều này ha. Nói thêm này, bây giờ mình sẽ sang cái định nghĩa tiếp theo, đó là cái phương sai và độ lệch chuẩn. Thì phương sai là gì? À, thì bây giờ đó, mình biến ngẫu nhiên x mình có kỳ vọng rồi. Bây giờ mình biết là mình muốn biết là xem là giữa cái x này nè, cái giá trị của x này và giá trị kỳ vọng của nó là nó thay đổi như thế nào không, nó có khác biệt nhiều không đó, thì mình muốn mới đánh giá cái khác biệt này, mình muốn đánh giá cái này nó khác biệt hay là nó sai khác so với kia thì mình lấy cái này trừ cái kia thôi đúng không em, đó, tức là mình lấy x trừ e x. Nhưng mà mình muốn tính bình quân cái sự sai lệch này, nhưng mà bình quân cái sự sai lệch này nếu mà em dùng cái tính chất của kỳ vọng thì em gán kỳ vọng vô thì cái EX này nó lúc này nó hằng số rồi đúng không, rồi nếu mà gán vô thì nó là EX trừ EX là nó bằng không, là không không đo được. Cho nên là để mà khắc phục cái trường hợp này mà mình cũng muốn đánh giá xem
là liệu là cái ít này nó sai lệch so với cái kỳ vọng của nó nhiều hay ít, và cái bình quân cái sai lệch đó là bao nhiêu thì mình sẽ bình phương cái này lên, bình phương cái này lên đúng không, và sau đó là mình tính cái kỳ vọng của số này, tính kỳ vọng của số này thì mình được một cái con số. Con số này là tức là kỳ vọng của con số x trừ e x tất cả bình phương, thì cái số này nó gọi là phương sai của biến ngẫu nhiên x, đúng không? Thì ngay cái chữ phương sai đó, chữ phương sai, cái chữ phương sai, phương này có nghĩa là bình phương, nghĩa là bình phương. Đó. Còn sai là độ sai lệch, sai là độ sai lệch. Đấy, thì vậy thì chỗ cái định nghĩa phương sai này có nghĩa là phương sai là bình quân của cái bình phương độ sai lệch của x so với cái giá trị trung bình của nó, thấy không? Và nó định nghĩa theo công thức này. Và ngoài ra thì bây giờ nếu mà có phương sai thì mình lấy căn bậc hai của phương sai thì mình được cái gọi là, cái này là gọi là độ lệch chuẩn, thấy không? Cái này gọi là độ lệch chuẩn này. Đây nó có đặt tên rồi nè, độ lệch chuẩn. Sigma x là căn bậc hai của d x, nó gọi là độ lệch chuẩn nha. Còn cái phương sai thì nó còn có nhiều cách đặt tên ký hiệu, phải không? Tức là va x hoặc là sigma phương x hay sigma bình. Còn phương sai x thì cái độ lệch chuẩn của x đó, thì chỗ này được lệch chuẩn là thì nó gọi là nó ký hiệu là sigma x thôi, hoặc là sigma đó. Thì từ tính chất của kỳ vọng đó, thì chỗ này khi mà mình khai triển bình phương ra đó, khai triển bình phương ra là nó ra trong cái dấu ngoặc vuông này nè, các em khai triển bình phương này ra rồi mình mới lấy kỳ vọng, phải không? Rồi sau đó mình tác động kỳ vọng vô thì nó ra e x bình phương, rồi tác động chỗ này ra là nó ra trừ 2 e x bình phương, trừ 2 e x tất cả bình phương, và cộng cho e x bình phương nữa thì nó còn trừ e x bình phương. Và sau này đó là mình sẽ dùng cái công thức này để mình tính phương sai, chứ dùng công thức này để tính phương sai nó dễ hơn. Rồi có phương sai rồi đó là mình lấy căn bậc hai mình được cái độ lệch chuẩn đó. Thì bây giờ em đảo lại cái ví dụ này, cái ví dụ mà số 2, cái này là ví dụ 2.16, 2.17, 2.18, phải không? Bây giờ trong ví dụ 2.16 lúc nãy đó là mình có cái e x là bằng 7 phần 4, e x 7 phần 4. Bây giờ mình tính e x bình phương, phải không? Ví dụ 2.16 này, nó là 2.16 rồi đây, là lúc nãy mình tính là e x rồi, phải không? E x rồi, e x là mình tính được 4,7 nè, 4 phần 7 nè, ê xin lỗi, 7 phần 4 chứ, 7 phần 4, e x 7 phần 4. Bây giờ mình sẽ tính phương sai đấy, không? Thì xóa cái này, thì tính phương sai lại cho em coi nè. Đầu tiên là mình ghi công thức phương sai ra nè. Công thức phương sai của mình là tính phương sai là dx, phải không? Phương sai ký hiệu dx thì bằng ex bình rồi trừ cho ex tất cả bình. Đấy. Thì cái này nó gọi là kỳ vọng của x bình phương trừ cho bình phương kỳ vọng của x, thấy không? Nhưng mà kỳ vọng của x bình phương đó thì em cứ lấy cái giá trị của x để bình phương lên. Lúc nãy mình có kiếm tính kỳ vọng của x mũ 3 đúng không? Để kỳ vọng của x bình phương là mình sẽ lấy giá trị của nó mình bình phương lên thì nhân xác suất tương ứng. Rồi bây giờ mình trừ cho EX, EX bình này, EX nó mình tính rồi đó, là 7 phần 4, phải không? 7 phần 4 nhưng mà bình lên nữa. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái số này. Cái số này thì em nói là 1 bình phương nhân 7 phần 12 thì nó ra 7 phần 12 luôn. 7 phần 22 chứ. Tôi nhầm rồi. 7 phần 22 ha. Ghi nhầm 7 phần 22 nè. Rồi giờ mình cộng tiếp cho cái này, 2 bình phương là 4 rồi. 4 nhân cho 21 phần 44, không? 21
phần 44 rồi cộng cho cái chỗ này là 3, 3 bình phương lên là 9. Cái này tôi ghi thiếu dấu bình phương rồi, các em 3 bình phương là 9. 9 9 mình nhân cho 7 phần 44 phải không? Nhân cho 7 phần 44. Rồi. Ra kết quả nhiêu? 61 phần 44 nha. 161 phần 44, nhưng mà chỗ này mình sẽ trừ đi cho 7 phần 4 tất cả bình phương luôn đi. 7 phần 4, 7 phần 7 phần 4. Cả bình phương thôi. Chỗ này 105/76 à, chỗ này mình mà bấm vô ngoặc thôi thì nó bình phương cái 7 phần 4, nó bình phương số 7 không bình phương số 4. 105/76 đúng rồi, 0,5965 không. Đấy, thì chỗ định nghĩa phương sai mình coi lại coi đáp án đúng không. Đây 105/176 phải không, phương sai. Rồi những cái ví dụ còn lại là các em tự tham khảo lấy ha. Để đọc cái chú ý 2.3 cho thầy coi. Bạn đọc chú ý 2.3 cho thầy đi. Đây chánh định đọc cái ví dụ giùm thầy. Đọc cái chú ý giùm thầy. Chú ý kẻ đọc đi tôi dẫn. Chú ý 2.3 ta có thể hiểu năm phương sai của một biến ngẫu nhiên là bình quân của bình phương độ lệch của mỗi giá trị của biến ngẫu nhiên đó so với giá trị kỳ vọng của nó. Nói cách khác nó là chính là độ lệch bình phương trung bình phương sai phản ánh độ phân tán giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung bình kỳ vọng. Trong công nghệ và kỹ thuật, phương sai biểu thị độ chính xác của chi tiết máy. Nếu đường tính chi tiết máy có phương sai càng nhỏ, nghĩa là chi tiết máy đó chính xác. Trong công nghệ, phương sai biểu thị mức độ đồng đều của năng suất lúa hay lượng của đàn bò. Cảm ơn. Tức là bằng mọi giá mình. Thì các em lưu ý là cái ở đây nó định nghĩa là cái phương sai ha, và nó hiểu nôm na là bình quân của cái bình phương độ sai lệch của x so với giá trị trung bình. Và em lưu ý là cái phương sai đó thường đó là nó sẽ lấy cái thì theo cái định nghĩa này á, thì cái đơn vị của phương sai nó sẽ là bình phương đơn vị của x. Ví dụ như biến ngẫu nhiên x mình lấy đơn vị nó là cm, thì cái dx thì đơn vị của nó là cm vuông. Còn nếu x là đơn vị là kg, thấy không, đơn vị là kg, thì cái phương sai của x đơn vị nó là kg bình phương, thấy không. Đấy, như vậy thì để khắc phục cái đơn vị của x của dx là nó bằng bình phương đơn vị của biến ngẫu nhiên x, thì mình sẽ dùng một cái tham số mà nó gọi là độ lệch chuẩn của x, thấy không, nó bằng căn bậc hai của dx là lúc nãy mình định nghĩa rồi. Thì cái này đó, thì cái đơn vị nó lại là cùng đơn vị với biến ngẫu nhiên x, thấy không, cùng đơn vị với biến ngẫu nhiên x, thấy không. Em lưu ý rồi tại sao có nhiều bài là nó cho độ lệch chuẩn, nó từ độ chuẩn thì mình tính phương sai được, thấy không. Về tính chất của phương sai thì nếu x là hằng số thì phương sai là nó đo cái sự sai lệch giữa cái giá trị, tức là sự biến thiên cái giá trị của x, đúng không. Cho nên là cái phương sai nó còn gọi là variable trong tiếng Anh nghĩa là biến. Đấy, thì cái phương sai nó còn gọi là variable này, thế này, đúng không. Ngoài ra thì nó còn ký hiệu là sigma x hay là sigma bình phương, xin lỗi, sigma bình phương x hoặc là sigma bình phương, thì cái này là phương sai, những ký hiệu là phương sai hết rồi. Đó. Còn ký hiệu kỳ vọng á thì nó có cái ký hiệu như là ex là kỳ vọng rồi mx, tại vì cái chữ cái đầu trong chữ min là giá trị trung bình đó,
thấy không, giá trị trung bình là của X là nó ký hiệu MX đấy, rồi nó còn ký hiệu là MI X, còn ký hiệu là MI thì này là những cái ký hiệu về cái kỳ vọng nè, khi mà em làm bài em nhớ rồi, khi mà mình sẽ dùng những ký hiệu này, mà chủ yếu là ba ký hiệu là MI X, MI với EX thôi, còn MX thì trong tài liệu thầy ít dùng. Đó, bây giờ cái tính chất của cái phương sai đó thì nếu X là hằng số thì phương sai của nó bằng không, còn nếu mà mình có một cái biến ngẫu nhiên X với hai cái số thực AB thì mình gọi là biến ngẫu nhiên Z đó, thì phương sai của Z nó bằng A bình phương nhân phương sai của X. Ngoài ra thì từ cái đó thì mình sẽ suy ra được độ lệch chuẩn của cái AX cộng B. Độ lệch chuẩn của AX cộng B thì bằng giá trị tiền đó của A nhân độ lệch chuẩn của X ha. Và đặc biệt là nếu phương sai thì nếu mà hai biến ngẫu nhiên độc lập thì mình mới có phương sai của tổng bằng tổng của phương sai. Thấy không? Bây giờ mình sẽ khảo sát cái ví dụ 1.21 em. Bây giờ đó là ở đây nó kêu là tính kỳ vọng và phương sai của X nè. Thì kỳ vọng của nó thì mình cứ lấy là giá trị mình nhân cho xác suất tương ứng là cộng lại thôi, đúng không? Thì chỗ này em có 0 nhân 0,1 là bằng 0 nè. Mấy 0 là nhân cho 0,1. Rồi 1 nhân 0,3 đúng không? 1 nhân 0,3. Rồi 2 nhân 0,4 đúng không? 2 nhân 0,4. Rồi 3 nhân 0,2 đúng không? 3 nhân 0,2 và tất cả này mình cộng lại. 1,7 không em? 0,8, 0,6 là 1,4. 1,4 gì còn 0,3 là 1,7. Đấy. Thì đây là độ là chuẩn của X. Còn phương sai của X thì mình sẽ tính theo công thức là gì các em? Phương sai của X là kỳ vọng của bình phương trừ bình phương kỳ vọng đúng không? Mà kỳ vọng bình phương thì có nghĩa là từng cái giá trị này mình bình phương lên mình nhân xác suất của nó. Rồi mình cộng lại chỗ này không bình phương nè. Không bình phương nhân cho 1. 0,1 là không luôn rồi, cái này khỏi tính nè. Khỏi tính. Còn cái này 1 bình phương nhân 0,3 là 0,3. 2 bình phương nhân cho 0,4, 2 bình phương là 4 đúng không? 4 mà nhân cho 0,4 nữa là 1,6. 3 bình phương là 9. 9 nhân cho 0,2 là 1,8. Rồi mình cộng hết cái này lại, mình trừ cho 1,7 bình phương ha. Cộng lại thì này là 1,9 cộng 1,8 là 2,2,7 thôi. Bấm máy đi. 0,3 với 1,6 là 1,9 cộng cho 1,1,8 rồi tất cả mình trừ cho 1,7 bình phương. Đấy, thì ra là 0,81 rồi. Đấy, là phương sai của nó là 0,81. Bây giờ tiếp tục mình áp dụng mình tính cái kỳ vọng và độ lệch chuẩn của Z không? Kỳ vọng và độ lệch chuẩn của Z thì mình có tính chất nè. Kỳ vọng của AX cộng B thì bằng A nhân kỳ vọng của X cộng B đúng không? Đấy. Thì nó bằng A nhân cái kỳ vọng của X rồi sau đó cộng cho B. Đấy. Thì áp dụng công thức này vô thì tính ra kỳ vọng của Z nè. Kỳ vọng của Z nè. Đấy không? Nó bằng 3 nhân kỳ vọng của X và cộng cho 5. Kỳ vọng của X là 1,7 đúng không? Thì mình sẽ có 3 nhân 1,7. Cộng cho 5 nữa thì nó ra 1 10 10 7 10,1. Rồi phương sai của Z thì cái công thức của mình là cái phương sai của AX cho cộng B đúng không, thì bằng A bình phương nhân phương sai của X, đúng chưa? A bình phương nhân phương sai của X. Thì 3 bình phương là 9, 9 mà nhân cho phương sai của X cho đây mình tính là 0,81 không? Thì ra 3 bình phương là 9 nè. 9 nhân cho 0,81. Thì nó ra là 7,29 nè, 7,29. Và cái độ lệch chuẩn của thằng Z thì nó bằng căn bậc 2 thôi.
căn bậc 2 của DZ này. Độ là chuyển của Z thì bằng căn bậc 2 của DZ. Tức là căn bậc 2 của 7,29. Tức là nó là 2,7 phải không? 2,7. 2,7 cái này chưa tính ra. Này tính tới đây nè. Ghi kết quả vô cho thầy đó là bằng 2,7. Rồi đối với biến ngẫu nhiên T thì nó hơi lạ đúng không? T thì nó bằng 3 căn x nè, T bằng 3 căn x. Vậy thì em muốn tính ET đó. ET thì em sẽ lấy 3 căn x này nè. Em nhân cho xác suất của nó em cộng lại ha. Vậy này. Mình sẽ có 3 nhân cho đây là căn bậc 2 phải không? 3 căn bậc 2. 3 căn bậc 2 của 0 rồi nhân cho 0,1. Đáng lẽ cái này bằng 0 rồi đó, nhưng mà thầy muốn trình diễn cái công thức cho các em thấy. Rồi chỗ này là 1 nè. 3 nhân cho căn bậc 2 của 1. Căn 2 của 1 phải không? Rồi 0,1. Rồi nhân xác suất tương ứng là nhân cho 0,3. Rồi cộng cho 2. Cộng cho 3 chứ, 3 nhân cho căn bậc 2 của 2. Rồi cái này mới nhân cho gì? Nhân cho xác suất tương ứng của nó là 0,4 nè. 0,4 nè. Rồi chỗ này là 3 nhân căn 3 cộng cho 3. Rồi nhân cho 0,2. Thì cái này nó ra kỳ vọng của nó là 3,6363. Đúng chưa? Đấy. Kỳ vọng của nó là 3,6363. Còn muốn tính phương sai của T đó thì mình sẽ lấy phương sai của kỳ vọng của T bình phương trừ cho là kỳ vọng của T đó cả bình phương. Không? Mà kỳ vọng của T thì mình lưu ý là T thì nó sẽ bằng là 3 căn T, 3 căn X đúng không? Vậy thì cái T bình phương đó, nó sẽ bằng 9X. 9X cho nên là E của T bình phương đó, là kỳ vọng của gì đây? 9X. Kỳ vọng của 9X và trừ cho kỳ vọng của T bình phương. Kỳ vọng của T là mình tính ở trên đây rồi nè, mình thế số đúng không em? Nhưng mà kỳ vọng của 9X thì nó bằng 9 nhân kỳ vọng của X em. 9 nhân kỳ vọng ấy tức là 9 nhân 1,7 và trừ cho cái này bình phương. Thì đối với biến ngẫu nhiên mà nó có kỳ vọng, tiếp theo là mình nghiên cứu cái định lý 2.7 kìa. Nếu mà x là biến ngẫu nhiên mà nó có kỳ vọng là mi và phương sai là sigma bình, thì cái sigma đó nó gọi là độ lệch chuẩn. Nào, độ lệch chuẩn thì cái biến ngẫu nhiên x sao nó bằng x trừ mi chia sigma. X trừ mi chia sigma nó có kỳ vọng bằng 0 và phương sai bằng 1. Thì lúc này cái biến ngẫu nhiên x sao này đó là mình gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x, thấy không? Đấy, thì từ đầu giờ tới giờ thì nói cho các em về ba ý lớn. Đó là gì? Đó là biến ngẫu nhiên. Định nghĩa biến ngẫu nhiên ha. Ý thứ hai là mình nghiên cứu về cái luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất. Và ý thứ ba là các cái số đặc trưng, các số đặc trưng. Thấy không? Thì về biến ngẫu nhiên thì em nhớ cho thầy là cái định nghĩa đơn giản nhất đó, rồi cái ví dụ và tính chất. Về luật phân phối thì mình để ngắm định nghĩa hàm phân phối. Rồi gì? Rồi hàm mật độ. Rồi bây giờ bảng phân phối. Bảng phân phối xác suất. Rồi các số đặc trưng thì em nhớ cho thầy ba số đó là kỳ vọng. Kỳ vọng tức là EX. Rồi cái phương sai. Phương sai mình ký hiệu là DX. Và cái độ lệch chuẩn. Rồi chúng mình ký hiệu là sigma X.
thì mình đảo là cái bài của mình thì ngoài cái các cái số đặc trưng đó thì nó còn các số khác như là mô men gốc bậc k rồi mô men trung tâm hay quy tâm bậc k không? Rồi cái hệ số mod không mod gọi là cái giá trị mà ít nó hay nhận nhất, nó nhiều cái khả năng xảy ra nhất là mod. Thì định nghĩa mod thì đối với cái biến ngẫu nhiên rời rạc á, thì mod đó chính là cái điểm mà tại đó giá trị hàm mật độ là cao nhất. Đấy. Thì mình biết một cái hàm mật độ của một cái biến ngẫu nhiên liên tục ít á, hàm mật độ nó sẽ có dạng thế này. Đấy. Thì cái chỗ này em chiếu xuống đây lại ra ít không, và cái đỉnh nó cao nhất rồi, cái giá trị hàm mật độ nó cao nhất, thì cái chỗ này nó gọi là gì, cái ít không này nó gọi là gì, cái này gọi là mod. Mod tức là tại cái đó là cái giá trị nó thường hay xảy ra nhất. Còn cái trung vị thì trung vị á, cái này nó nhầm ở chỗ này, nó cái chỗ này em xóa bỏ chỗ này này, thì ít ít được gọi là biến ngẫu nhiên, và số cái số ít ít m ít m e đó nó được gọi là cái trung vị hay còn gọi là median của biến ngẫu nhiên ít. Thì nếu như là giá trị hàm mật độ hàm phân phối tại này bằng 1/2, bây giờ thì cái mét là thực chất là cái giá trị mà nó chia giá trị của ít làm hai phần bằng nhau. Rồi sau này khi mà học thống kê thì mình sẽ học thêm cái tứ phân vị nữa. Thì ngoài ra thì các em cũng tham khảo thêm về cái hệ số bắt đối xứng và hệ số nhọn giùm thầy ha. Thì cái bài giảng của thầy về biến ngẫu nhiên hôm nay thì gồm ba ý như thế, ba ý này thế. Bây giờ em xem kỹ ba ý này, cái căn bản của nó ha. Thì buổi học của thầy đến đây xin tạm dừng. Xin chào tất cả các em. Dạ chào thầy. Rồi chào chào em. Rồi thầy có ghi cái buổi dạy lại nữa, thầy sẽ lót lên YouTube ha. Đứa nào mà chưa có học kịp thì lên xem sao.